Mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian để đồng hành cùng kênh Phái Đẹp. Các bạn thân mến, trong chuyên mục làm đẹp tại nhà ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về chủ đề làm thế nào để trị quầng thâm và bọng mắt. Bạn biết đấy, quầng thâm bọng mắt là tình trạng cái vùng da ở bên dưới mắt nó bị sẫm màu hơn những vùng da khác. Đây là tình trạng có thể gặp ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi khác nhau. Nguyên nhân là do cái vùng da ở bên dưới mắt của chúng ta nó mỏng và nhạy cảm hơn rất nhiều so với những vùng da khác. Vì vậy, vùng da này sẽ rất dễ bị tổn thương nếu như chúng ta chăm sóc không đúng cách. Quầng thâm và bọng mắt không phải là tình trạng bệnh lý nguy hiểm, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khiến cho những người mắc phải nhìn sẽ già hơn, mệt mỏi hơn rất nhiều. Thực tế, có rất nhiều cách trong tự nhiên có thể giúp bạn đánh bay quầng thâm bọng mắt chỉ trong một nốt nhạc. Mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra khoảng tầm 5 đến 10 phút là bạn có thể đánh bay đôi mắt gấu trúc của mình ngay tức khắc. Vậy những phương pháp đó là gì? Chúng ta cùng tham khảo trong video sau nhé. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 phương pháp rất đơn giản giúp bạn có thể xóa sạch cái nỗi lo về quầng thâm và bọng mắt ngay tại nhà. Phương pháp đầu tiên mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là chúng ta sử dụng quả dưa chuột. Dưa chuột hay còn gọi là dưa leo, đây cũng là một cái loại nguyên liệu rất hiệu quả trong cái việc là chúng ta chống quầng thâm và bọng mắt tại nhà các bạn nhé. Cách để chúng ta sử dụng quả dưa chuột này đánh bay quầng thâm bọng mắt tại nhà thì vô cùng đơn giản. Bước đầu tiên là chúng ta chuẩn bị cho mình một quả dưa chuột, sau đó bạn rửa thật sạch đi. Tiếp theo bạn sẽ thái quả dưa chuột chúng ta thành các lát mỏng, bạn thái càng mỏng càng tốt nhé. Sau khi thái xong thì chúng ta để một vài lát dưa chuột vào trong một chiếc bát con và chúng ta bọc cái màng bọc thực phẩm lại. Sau đó bạn cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Sau đó chúng ta cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Bạn để khoảng tầm 15-20 phút là chúng ta có thể sử dụng được. Nếu như bạn nào muốn sử dụng luôn thì chúng ta có thể cho vào trong ngăn đá cũng được nhé. Nếu bạn cho vào trong ngăn đá chúng ta chỉ cần để khoảng tầm 3-5 phút là được. Khi mà miếng dưa chuột của chúng ta đã lạnh rồi thì cách để chúng ta sử dụng như sau. Bước đầu tiên là bạn hãy vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt để cho mình, đặc biệt là cái phần quầng thâm bọng mắt nhé. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái miếng dưa chuột lạnh của chúng ta để chúng ta đắp vào cái phần bọng mắt của mình. Bạn đắp trực tiếp vào cái phần bọng mắt này. Bạn chỉ cần đắp khoảng tầm 10 đến 15 phút là chúng ta lấy ra. Ngay sau khi chúng ta lấy miếng dưa chuột ra, chúng ta sẽ cảm nhận được là cái phần quầng thâm và bọng mắt của mình nó giảm đi rõ rệt. Đồng thời cái phần da vùng mắt chúng ta cũng sáng lên rất là nhiều các bạn nhé. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng khoai tây. Cách sử dụng khoai tây này cũng tương tự như với dưa chuột các bạn ạ. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị một củ khoai tây. Chúng ta gọt thật sạch cái phần vỏ bên ngoài đi. Sau đó bạn cũng thái khoai tây thành các lát mỏng. Bạn cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh để làm lạnh cái miếng khoai tây này. Và chúng ta cũng đắp trực tiếp lên cái vùng bọng mắt của chúng ta. Với khoai tây bạn cũng đắp khoảng tầm 10 đến 15 phút. Sau đó chúng ta gỡ cái miếng khoai tây này ra và chúng ta rửa mặt đi là xong. Phương pháp thứ ba mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là chúng ta sẽ sử dụng túi trà lọc. Túi trà lọc ở đây chính là các cái túi trà mà chúng ta hay sử dụng để uống nước hàng ngày đấy ạ. Trong số các loại túi trà lọc đang được bán trên thị trường thì theo kinh nghiệm của mình, túi trà Atiso là mang lại hiệu quả điều trị quầng thâm bọng mắt hiệu quả nhất. Như vậy thì việc đầu tiên là các bạn hãy chuẩn bị cho mình một hộp túi trà lọc Atiso. Loại này các bạn có thể mua được ở các cái hiệu tạp hóa, các cái quầy thuốc hoặc các cái siêu thị trên toàn quốc, giá rất rẻ các bạn ạ. Mỗi một lần sử dụng chúng ta sẽ cần hai túi trà lọc. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng nước nóng để chúng ta ngâm vào trong cái túi trà lọc này. Ở phương pháp điều trị quầng thâm bọng mắt này, chúng ta chỉ sử dụng cái phần bã ở trong túi trà, chúng ta không sử dụng phần nước. Vậy nên cái phần nước này chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta thưởng thức luôn. Trà Atiso rất có lợi cho sức khỏe. Sau khi chúng ta đã ngâm túi trà vào trong nước nóng khoảng tầm 3-5 phút thì lúc này chúng ta sẽ vớt cái túi trà ra. Chúng ta để nguyên cái phần nước ở trong túi trà như vậy, các bạn đừng có vắt đi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ hai túi trà này vào trong một cái bát con và chúng ta cũng bọc cái màng bọc thực phẩm lại rồi bỏ vào trong tủ lạnh để làm mát hai túi trà này. Khi hai túi trà đã được làm lạnh rồi, lúc này chúng ta sẽ sử dụng hai túi trà để chúng ta đắp trực tiếp lên cái phần bọng mắt của mình. Các bạn lưu ý là với hai phương pháp đầu tiên, chúng ta sử dụng khoai tây và sử dụng dưa chuột thì các bạn có thể ngồi hoặc là vừa làm việc để chúng ta vừa đắp cũng được. Nhưng với túi trà này, lúc đắp thì bắt buộc chúng ta phải nằm xuống các bạn nhé.
Các bạn nằm xuống, chúng ta sẽ thư giãn. Trước khi đắp, các bạn có thể mở một bản nhạc mà mình yêu thích hay là một cái giai điệu mà mình yêu thích. Sau đó chúng ta nằm, chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta cho hai cái túi trà lọc mà chúng ta đã làm mát trong ngăn mát tủ lạnh ấy, chúng ta bỏ lên trên mắt và chúng ta cũng đắp trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút. Bạn biết không, cả ba phương pháp mà mình vừa giới thiệu, đó là sử dụng khoai tây, sử dụng túi trà lọc và sử dụng dưa leo, đều là những phương pháp rất đơn giản, nhưng mà cái khả năng điều trị quầng thâm và bọng mắt của nó thì lại rất tuyệt vời. Kể cả quầng thâm bọng mắt của bạn có nhiều đến mấy, thâm đến mấy đi chăng nữa, bạn chỉ cần áp dụng liên tục vài ngày là chúng ta sẽ thấy được gần như toàn bộ cái phần quầng thâm bọng mắt của mình ý, nó sẽ biến mất. Mặt khác, cái vùng da ở dưới mắt của chúng ta nó sẽ trở nên sáng hơn rất là nhiều đấy nhé. Bật mí thêm với các bạn một chút là cả dưa chuột, cả khoai tây và cả trà atiso đều là những nguyên liệu có chất chống oxy hóa rất là cao. Vậy nên khi chúng ta đắp lên xung quanh cái vùng mắt ấy, ngoài cái hiệu quả là điều trị quầng thâm bọng mắt, làm trắng sáng cái vùng da xung quanh mắt này, nó còn thêm một công dụng rất tuyệt vời nữa. Đó là những nguyên liệu này còn có thể giúp chúng ta xóa sạch cái phần nếp nhăn xung quanh mắt nữa đấy các bạn nhé. Quá tuyệt phải không các bạn? Nếu như bạn nào còn đang lo lắng buồn phiền về đôi mắt gấu trúc của mình thì hãy ghi chép lại và nhanh chóng áp dụng ngay một trong ba mẹo tuyệt vời trên đây để sớm có đôi mắt như ý các bạn nhé. Trên đây mình vừa chia sẻ với các bạn cách để chúng ta đánh bay đôi mắt gấu trúc ngay tại nhà bằng những nguyên liệu cực đơn giản dễ làm. Mình hy vọng những chia sẻ của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp. Nếu như bạn nào có băn khoăn hay thắc mắc gì, các bạn hãy comment xuống phần bình luận bên dưới. Mình sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc của các bạn trong khoảng thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.